hai kết quả gây thất vọng khi để mất điểm trước Wolverhampton và Aston Villa ở vòng đấu bù giữa tuần vừa rồi, Man United đã tìm lại được niềm vui chiến thắng khi vượt qua Brentford với tỷ số 3-1. Quan trọng hơn khi kết quả đó cũng giúp thầy trò huấn vừa Rob vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng với 35 điểm sau 21 trận, cùng khoảng cách với top 4 đã được thu hẹp lại chỉ còn hai điểm. Với diễn biến như vậy, hy vọng trở lại nhóm dẫn đầu đang rất rộng mở với quỷ đỏ thành Manchester và vòng đấu tới đây với việc sẽ chạm trán với đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở nhóm này là West Ham. Họ đã đứng trước cơ hội lớn để tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Dĩ nhiên trước đối thủ của cạnh tranh trực tiếp như vậy, thử thách chắc chắn sẽ là không dễ. Chưa kể đây cũng là giai đoạn mà phong độ của họ đang khá bất ổn nên vẫn có những lo ngại nhất định. Tuy nhiên thì có một yếu tố có thể giúp lấy lại hy vọng cho thầy trò huấn viên Rob đó chính là việc sẽ được chơi trên sân nhà, nơi đã giúp họ thắng 4 và hòa 1 ở 5 trận gần đây. Riêng tại giải Ngoại Anh cũng thắng ở 3 qua 4 trận gần nhất. Về phía đối diện như đã đề cập West Ham chắc chắn là một cái tên không dễ đối phó, nhất là sau khi chứng kiến họ có được vị trí như hiện tại, cụ thể là đứng thứ tư với 37 điểm sau 22 trận. Bên cạnh đó chuyến hành quân đến Old Trafford sắp tới, thầy trò huấn viên David cũng chuẩn bị cho mình một hành trang khá tốt. Cụ thể ở đây chính là màn trình diễn tích cực thời gian vừa rồi. Nhờ năm vòng đấu gần nhất họ đã thắng tới 4, riêng trên sân khách cũng thắng cả hai trận vừa qua. Chính vì vậy mà việc quỷ đỏ thành Manchester bị đặt trong những lo lắng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nên nhớ chỉ vừa mới hồi tháng 9 vừa rồi họ cũng để thua trước chính West Ham trong cuộc tiếp đón ở cúp liên đoàn tại Old Trafford. Tuy nhiên thì với những tín hiệu tích cực đang thể hiện bên cạnh đó là sự ủng hộ từ trên sàn giao dịch châu Á khi nhà cái xếp kèo chấp 1/2, hy vọng cho thầy trò huấn là vẫn có. Bởi lẽ nếu so với những lần tiếp đón búa tạ trước đây, mức chấp lần này là thấp hơn. Thế nhưng với tình cảnh như hiện tại thì kèo như vậy là chấp nhận được. Vì thế nên Man United vẫn được xem như cái tên để hy vọng ở trận đấu tới. Trong một diễn biến khác, tính chất căng thẳng giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp khiến đánh giá cho khả năng xuất hiện bàn thắng của trận đấu là không nhiều. Tuy nhiên trên thị trường, nhà cái vẫn đưa ra mức kèo khá ấn tượng là 2-3 phần tư. Với mức kèo này, hy vọng cho một kịch bản tương bừng là vẫn có, vì thế nên vẫn có thể đặt niềm tin cho mốc trên của trận đấu. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn, truy cập aegon1.net